Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Dương và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh vừa phối hợp tổ chức tổng kết kế hoạch phối hợp bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ năm 2023. Theo đó, sau gần 6 tháng phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Trật tự giao thông tỉnh đã phối hợp tổ chức được 35 ca tuần tra kiểm soát tại các tuyến trọng điểm như đại lộ Bình Dương, đường Tân Vạn, Mỹ Phước, đường DT741, qua đó đã phát hiện và lập biên bản 244 trường hợp vi phạm, tạm giữ 244 giấy tờ các loại, xử phạt trên 213 triệu đồng. Cũng qua quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã khảo sát kiến nghị các đơn vị chức năng sửa chữa khắc phục 7 điểm bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông, biển báo trên tuyến đại lộ Bình Dương và Mỹ Phước Tân Vạn. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao hiệu quả công tác của lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu hai lực lượng tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả hơn nữa kế hoạch phối hợp đã ký kết năm 2024 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.